Khi mà anh em mua một cái túi túp bill này về á, thì nó sẽ có một cái cọng dây gút niêm phong cái bát ở đây ha. Thì anh em có thể cắt cái cọng dây gút màu đen ở đây ra. Đây là nhìn dành cho những anh em mới ha. Rồi khi mà anh em đã cắt cái cọng dây gút này ra rồi anh em ha, hai cái lỗ nè mình cắt ra ngay vị trí này, thì mình ngay cái lẫy màu vàng đây ở túi túp bill á, mình sẽ đẩy nó lên đây anh em thấy không, đây mình sẽ đẩy nó lên nè, đây đẩy nó ra như vậy ha anh em, chứ không phải móc nó lên ha, mình để người ta cái đây mình đẩy nó ra. Sau đó cái bát này mình sẽ trượt xuống dưới đó, rồi mình lấy cái miếng miếng ni lông treo này lên, vậy là xong cái bát của mình. Bây giờ mình tháo ra, thì bây giờ mình sẽ cầm cái lẫy ngay vị trí này, mở mạnh bung cái bát này ra, sau đó mình đeo vào thắt lưng bóp lại ha, mình đẩy cái bát sập này lại đây nè, cái phần màu vàng đây như anh em nhìn để ý ha, đây là cái phần chốt khóa của cái chốt mà bản lề của nó nè, thì ngay vị trí này thì mình sẽ mở ra đó, anh em nhìn là hiểu ha. Còn hay bên đây là phần nhàm của nó thôi. Rồi, để mà đeo túi lên á thì anh em chỉ cần là đây là bát đã gắn được vào thắt lưng ha, và mình gài túi xuống đè mạnh xuống là dính anh em, và lấy ra vẫn là đẩy này rớt xuống. Rồi phần dây cái dây gút này mà nó còn dư á, thì anh em cứ lấy đồ mà móc nó ra thôi anh em, cho nó đẹp. Rồi cảm ơn anh em.